Chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức phát động tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nữ, người mẹ Việt Nam. Trong đó có Mẹ đỡ đầu thời kỳ hậu Covid-19 do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Các tác phẩm dự thi thể hiện được đức tính tốt đẹp của người phụ nữ, người mẹ Việt Nam, ca ngợi tôn vinh những tình cảm, những đóng góp cũng như những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam dành cho gia đình, quê hương và đất nước. Đặc biệt ca ngợi tôn vinh người mẹ đỡ đầu thời kỳ hậu Covid-19. Thời gian dự thi từ nay đến ngày 31 tháng 7 năm 2024. Địa điểm nhận tác phẩm gửi qua địa chỉ email sáng tác ca khúc 2024a@gmail.com hoặc gửi qua đường bưu điện trực tiếp theo địa chỉ Ban Gia đình Xã hội Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, số 39 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ngoài bí thư nêu rõ tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nữ, người mẹ Việt Nam, dự kiến lễ trao giải vào ngày 20 tháng 10 năm 2024.